Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái model mới mình mới nhận từ hãng TRS. Các bạn, cái dạng loa cột này hiện giờ nó là tâm điểm của một số cái nhu cầu sử dụng âm thanh hiện nay đó các bạn. Càng ngày á thì người ta càng đòi hỏi cái tính tinh gọn, tính tiện dụng, mà cái sắc thái, cái tính chất âm thanh nó vẫn là đảm bảo, vẫn mạnh mẽ. Hiện tại á thì mình đang có cái model TRS LA9.3 kết hợp với cái sub Shure LA LA15SA. Thì hiện tại cái loa này nó đang được xếp vào cái nhu cầu sử dụng đa năng các bạn ha. Thì đa năng á, là mình có thể sử dụng indoor được, outdoor được, và cho những cái quy mô dạng như ở cái tầm trung, có nghĩa là ở trong những cái không gian ví dụ như 60-70 mét vuông, hoặc là ở ngoài trời, cho những cái dạng như bạc ti, hoặc là biểu diễn âm thanh, hoặc là những cái nhu cầu về cho thuê âm thanh karaoke đó các bạn, hoặc là thuê có đánh organ được các cái, hoặc là những cái ban nhạc acoustic. Thì những cái quy mô này nhà sản xuất đưa ra để nó tạo cái tính chất âm thanh giống như là một cái rạp hát, bao gồm nó có sub để đảm bảo cái âm trầm nó không bị thiếu, và kết hợp với những cái hệ thống loa con ở đây là những cái khả năng chịu lực rất là lớn. Thì các bạn có hình dung một cái loa con thì nó đảm bảo thể hiện tính chất âm thanh, mà nó nhiều cái loa con càng nhiều á thì cái tính chất âm thanh, cái màu sắc, cái độ sắc bén nó càng nhiều ha. Thì thông thường những cái loa con này nó chỉ đảm nhiệm về chức năng về vocal, tiếng hát, và những cái tính chất dạng như loud mic, nó làm cho nó hoạt động ở trong những cái giá tần số cao thôi. Nó không có bass, dẫn đến mình win lớn không bao giờ rè hết á, bass nó đâu có rung đâu rè. Rồi, thì cái đặc điểm thứ hai nữa ở dòng này là cái nó có hỗ trợ DSP đó các bạn. Cái này nó có hỗ trợ DSP. Thì cái DSP này để làm cái gì? Để nó cắt bớt bass ở trên cái loa chính đó. Rồi cái sub thì nó sẽ chỉnh được loa sub giống như mình chỉnh cái ROD server, rồi cái controller đó các bạn. Thì ở cái nhu cầu mà sử dụng cái bộ âm thanh này, ngoài ra các bạn không cần phối với cây LA9.3, mà mình vẫn có thể phối với một số dòng loa ví dụ như 2.5 tấc 3 tấc đổ lại. Thì hiện giờ cái sub này nó đang cho công suất á, cái sub không á là 800W. Rồi, nó xuất ra được hai kênh nữa, mỗi kênh 600W. Thì tổng cái hiện giờ cái bộ loa này là tổng cộng công suất của nó là 2000W. Nếu mình xài một cột á thì nó sẽ là 1400W các bạn ha. Nó quýnh rất mạnh. Mình mới nhận xong rồi mình test thử quýnh rất mạnh. Đây các bạn ha. Đây thì mình cũng sẽ thử cho các bạn nghe thử coi cái vấn đề hát vocal nó như thế nào. Thì hiện giờ mình đang có cái mic ở đây. Rồi các bạn. Rồi ở đây thì mình đang sử dụng con Music Way của Sóng Nhạc ha. Con này là 1600i. Hình như là mở luôn rồi đó. Alo 1 theo 5 6. Lơ 2 4 5 6 7 8 9 10 lơ. Rồi tiếng nói rất là đã các bạn. Nói chung là riêng về cái khoảng lo cột quá thì mình kéo micro xài cỡ nào cũng up về, nó thu được tiếng nói của mình hết. Rồi, mình thử mình hát một đoạn karaoke đi ha. Ở nhà các bạn mà có dạng như tiệc tùng đó, mời bạn bè tới, loa này nó vừa có sub mà vừa hát đã nữa nha các bạn. Rất tuyệt vời. Thử nhạc đen nha các bạn. Cô dâu nước mắt lầm thầm nhìn nhau nghe nói lòng, vì có chỉ đầy một cầu trước khi đi thi. Chiều buông đêm nào muốn ở chung ánh sáng nhạt nhòa, đời như như kéo một chiếc người đi. Thấy con nhắm mắt nhìn vượt qua cơn đau lòng, thấy câu từ đầu cho sắc xa lại đất rơi. Để lại một tình yêu không có mối trong ngọt ngào, người hãy yêu nhau đi.
I'm gonna